Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lòng tham không đáy của con người. Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 10 năm 1983. Con người ai cũng có tâm tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Tham không đáy chẳng biết dừng lại. Khi con người thấy nhan sắc hình tướng mỹ lệ, nghe âm thanh thánh thót, nếm hương vị ngon ngọt thì tự nhiên mê đắm, rồi chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách chiếm cho được mới thôi. Vì nhất thời hưởng thụ mà người ta dùng mọi thủ đoạn bất chính để tranh đoạt, dù sẽ phải ân hận suốt đời, thật là đáng tiếc thay. Cổ nhân nói, chi túc thường lạc, năng nhẫn tự an. Nghĩa là, biết đủ thì sung sướng, biết nhịn thì yên thân. Thật là đúng thay. Ha ha ha, 问什么的说